Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trung Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Tiếng Anh gọi là Round Breaking Ceremony. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là buổi lễ khởi công. Trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đại sứ Hoa Kỳ ông Mark Napper cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc cùng một số vị quan chức của hai quốc gia trong cái buổi lễ khởi công đặc biệt này thưa quý vị. Thì có thể nói khu phức hợp đại sứ quán Hoa Kỳ này nó có tổng diện tích là 3,2 hecta tương đương với 3 mẫu 2 và diện tích sử dụng là 39.000 m2 và tổng giá trị của khu phức hợp này là khoảng 350 triệu đô la thưa quý vị mặc dầu có vài thông tin giật giá lên 1 tỷ 2 nhưng chỉ có 350 triệu đô la Hai tòa đại sứ lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ chỉ có trị giá 800 triệu đô la. Đó là tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh và tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Iraq, thưa quý vị, là hai tòa đại sứ đắt giá nhất của quốc gia Hoa Kỳ. Ngay cả tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Anh quốc cũng xây trong tầm giá 450 triệu đô la, thưa quý vị không có chuyện mà bỏ ra 1 tỷ 200 triệu cho một cái tòa nhà chỉ có 39 000 mét vuông sử dụng để khu mà xây phức hợp này đây là một miếng đất vàng ở cầu giấy xin thưa quý vị là như vậy và mô hình để xây cái tòa nhà này như quý vị thấy trên màn hình thì chẳng có gì mà vĩ đại cả là theo cái ý tưởng Vịnh Hạ Long rồi trong đó có cả vườn ao hoa sen thưa quý vị lấy chủ đạo hoa sen vì lý do là hoa sen là thanh bạch tinh khiết rồi trung thủy rồi thơm nhẹ nhàng sâu sắc ngoài ra thì sẽ sử dụng các dàn thép cùng với các kiến để mà lấy ánh sáng mặt trời và khu này thì ngó ra một cái hồ ở khu vực cầu giấy nói chung là một miếng đất vàng và coi như là nó ở đường D30 Phạm Văn Bạch thưa quý vị thì ở bên phía Hoa Kỳ thì tòa đại sứ nhà nước Cộng hòa xã so hội chủ nghĩa Việt Nam cũng tọa lạc trên một miếng đất vàng trị giá 23 triệu đô la và chúng tôi cũng đã nói vài lần đó là tòa đại sứ của Vương quốc Mỹ trước đây thưa quý vị thì nếu có dịp chúng tôi sẽ ghé tòa đại sứ nhà nước Cộng hòa xã so hội chủ nghĩa Việt Nam trong tương lai nếu có dịp đi ngang ở khu vực thủ đô thưa quý vị thì à, được biết là cũng à, mua lại nhưng à, chưa rõ là nó đã hoàn tất cái việc và tái tân trang rồi thay đổi nội thất bên trong chưa hay là chừng nào khai trương thì à, cũng chưa biết nữa thưa quý vị thì có thể nói à, với việc à, thuê đất của Việt Nam lần này lên tới 99 năm chủ thưa quý vị là như vậy Và phía Hoa Kỳ cũng cho thuê đất ở khu Tòa Đại sứ Vương quốc Mỹ Đối với Việt Nam cũng tương đương là 99 năm thưa quý vị Thì nói chung là sẽ có hai hãng đấu thầu của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm chính cho cái việc xây các tòa đại sứ này một hãng thầu thì chuyên về kiến trúc, họa đồ kiến trúc và một hãng hãng thầu khác thì sẽ chịu trách nhiệm về xây cất, thưa quý vị. À, nói chung là chứng tỏ là Hoa Kỳ rất mong muốn nâng tầm quan hệ Việt Mỹ, thưa quý vị. Và cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng đã nêu kết quả kết luận là trong thời gian qua quan hệ giữa Việt Mỹ đã có những cái tiến triển rất tốt và làm cơ sở để mà nâng tầm quan hệ Việt Mỹ lên một tầm cao mới thưa quý vị nhưng mà lên tới một tầm cao mới nào thì chưa ai biết rõ là có trở thành đối tác uh, chiến lược hay không vân vân thưa quý vị thì cần có một cái thời gian nào đó có thể là vài tháng có thể là vài năm trong tương lai thì nói chung tòa đại sứ này có thể chịu trách nhiệm thêm công việc của một số quốc gia khác trong vùng chẳng hạn như campuchia lào hoặc là thậm chí có thể là chịu trách nhiệm một phần của tòa đại sứ hoa kỳ ở singapore chẳng hạn như vậy và đây là một cái bước tiến rất lớn trong cái gọi là quan hệ bàn giao sông phường Việt Mỹ thưa quý vị. Và trên màn hình đây là ông bộ trưởng ngoại giao Anthony Blinken đang giới thiệu mô hình khu phức hợp đối với ông bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam. Nói chung thì một khu phức hợp tầm giá 350 triệu đô la. Đây cũng là một cái số tiền rất lớn thưa quý vị đối với một khu phức hợp tòa đại sứ. Thì uh, chịu trách nhiệm chính là cơ quan uh, OBO của Hoa Kỳ. Đây là cơ quan uh, Overseas Business Operation, tức là cơ quan chịu trách nhiệm uh, những cái việc uh, liên quan tới uh, kinh doanh ở nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ và phía sau và xa đó là đại sứ Mark E. Napper của Hoa Kỳ thưa quý vị. À, nói chung thì à, sau cái à, lễ khởi công này thì ông à, Ngoại trưởng à, Hoa Kỳ sẽ đi thăm à, trường Đại học à, Bách Khoa Hà Nội và sẽ à, giao tiếp với sinh viên rồi à, sẽ có cuộc họp báo với giới báo chí vân vân, thưa quý vị. thì chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề đó trong những cái clip khác tới đây. thì có thể nói đây là một cái khu phức hợp và chắc chắn ông Anthony Blinken sẽ khó có thể sử dụng vì nó chỉ mới là khởi công, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian, nhiều năm để mà có thể khánh thành một cái khu phức hợp như thế này và đây xin nhắc lại là một cái khu đất vàng của thủ đô Hà Nội thưa quý vị và đây là thông báo của văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc xây dựng tòa đại sứ Hoa Kỳ mới ở Hà Nội Việt Nam thì theo thông báo này có hai công ty chịu trách nhiệm đó là công ty Page of Washington DC là công ty và chịu trách nhiệm về kiến trúc bản vẽ và công ty BL Harbor International of Birmingham, Alabama là công ty quốc tế Harbor của thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama sẽ chịu trách nhiệm thi công và trên màn hình quý vị thấy là gần 350 triệu đô la sẽ được đầu tư vào dự án này thưa quý vị. Thì hiện nay cơ quan OBO tức là cơ quan chịu trách nhiệm kinh doanh ở nước ngoài đã và đang có hơn 176 dự án trên toàn thế giới thưa quý vị và Việt Nam là một trong những dự án mới nhất tham gia bên phía Việt Nam còn có ông uh, phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đó là ông Dương Đức Tuấn Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trực Bá Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán tin giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.